Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 2 của trang web colormer.vn. Ở bài giảng hôm trước, chúng mình đã được tìm hiểu về đường thẳng, đường cong cũng như ba điểm thẳng hàng. Trong bài ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu tới các con về đường gấp khúc và hình tứ giác. Trước tiên, ta sẽ có một số hoạt động khởi động. Các con hãy quan sát hình ảnh này. Ở đây, cô có ba đoạn thẳng Bây giờ cô làm một động tác đó là ghép ba đoạn thẳng này với nhau. Khi đó chúng mình sẽ được một đối tượng hình học mới. Đối tượng hình học này là gì và có tính chất ra sao thì cô trò mình sẽ cùng nhau khám phá. Đối tượng mà cô vừa nói có tên gọi là đường gấp khúc. Cô có đoạn thẳng AB, từ B cô lại kể đoạn thẳng BC, rồi từ C lại kể đoạn thẳng CD. Khi đó cô sẽ được đường gấp khúc có tên gọi là ABCD. Đường gấp khúc này được tạo bởi ba đoạn thẳng nào? Chính xác, đường gấp khúc ABCD được tạo bởi ba đoạn thẳng là AB, BC và CD. Ngoài ra, hai đoạn thẳng, bốn đoạn thẳng, năm đoạn thẳng vân vân cũng sẽ tạo ra các đường gấp khúc. Cô lấy ví dụ như đây là đường gấp khúc MNPQR. Còn đây là đường gấp khúc EFGH. Bây giờ các con hãy gọi tên các đường gấp khúc sau đây. Cô chúc mừng chúng mình, ta đã biết mỗi đoạn thẳng thì có một độ dài. Như vậy, đường gấp khúc được tạo bởi các đoạn thẳng thì nó cũng sẽ có độ dài. Vậy làm thế nào để biết được độ dài của đường gấp khúc? Ví dụ như ở đây cô có đường gấp khúc A, B, C, D. Đường gấp khúc này được tạo bởi đoạn thẳng AB, BC và CD với các độ dài lần lượt là 3cm, 5cm và 7cm bây giờ cô đưa ra cho các con cách tính độ dài các đường gấp khúc là độ dài đường gấp khúc ABCD sẽ bằng tổng độ dài các đoạn thẳng tạo lên đường gấp khúc đó vậy theo các con độ dài của đường gấp khúc này sẽ được tính như thế nào cô chúc mừng chứng minh ta thấy rằng độ dài đường gấp khúc ABCD sẽ bằng độ dài của AB cộng độ dài BC cộng với độ dài CD nghĩa là chúng ta có độ dài đường gấp khúc ABCD sẽ bằng 3 cm cộng 5 cm cộng 7 cm bằng 15 cm. Như vậy chúng mình có độ dài đường gấp khúc ABCD sẽ bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD. Nói một cách tổng quát hơn thì muốn tính độ dài của đường gấp khúc, chúng mình chỉ cần lấy tổng độ dài của các đoạn thẳng tạo lên đường gấp khúc đó. Các con hãy nhớ cách tính độ dài đường gấp khúc. Ở lớp 1, các con đã biết về hình tam giác, hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật. Bây giờ cô giới thiệu tới các con về hình tứ giác. Đây là một số ví dụ về hình tứ giác theo các con hình tứ giác có đặc điểm chung là có mấy cạnh chúng mình rất giỏi đấy ta thấy rằng các hình này đều có bốn cạnh như vậy các hình có bốn cạnh được gọi là hình tứ giác vậy thì dựa vào đây theo các con trong các hình mà chúng mình đã học những hình nào cũng là hình tứ giác hoàn toàn chính xác Chúng ta có hình chữ nhật là hình tứ giác và hình vuông cũng là hình tứ giác. Đó là một số kiến thức liên quan tới đường gấp khúc và hình tứ giác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập. Đầu tiên, các con hãy cho cô biết có mấy hình tứ giác? Đúng rồi, chúng mình có thể đếm được ngay. 1, 2, 3 và 4. Như vậy có 4 hình tứ giác theo các con hãy kể tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ dưới đây rất chính xác chúng ta có đường gấp khúc đầu tiên là EFGH và đường gấp khúc thứ hai là PQRSVT đường gấp khúc đầu tiên được tạo bởi 3 đoạn thẳng và đường gấp khúc thứ hai thì được tạo bởi 5 đoạn thẳng tiếp theo các con hãy tính độ dài các đường gấp khúc sau đây Cô chúc mừng chúng mình. Đường gấp khúc ABCD sẽ được tính độ dài như sau. Chúng ta lấy 3 cộng 5 cộng 2 bằng 10cm và có đáp số là 10cm. Tương tự với đường gấp khúc MNPQ, chúng ta chỉ việc lấy tổng độ dài của 3 đoạn thẳng và kết quả là 9cm. Rất đơn giản đúng không nào? Chúng mình sẽ liên hệ đường gấp khúc với các đoạn thẳng tiếp theo các con hãy xem tranh rồi trả lời các câu hỏi dưới đây cô có bức tranh như thế này ở đây chúng mình thấy ba bạn nhím là bạn nhím nâu nhím đen và nhím cam cùng xuất phát ở điểm a để đi tới điểm b trên những con đường khác nhau nhận xét đầu tiên là các con đường mà các bạn đi đều có dạng là hình gấp khúc bây giờ các con cho cô biết mỗi bạn nhím đi quãng đường từ a đến b dài bao nhiêu cm sau đó trả lời là bạn nào đi quãng đường dài nhất và bạn nào đi quãng đường ngắn nhất. Để tính quãng đường mà mỗi bạn đi thì chúng mình sẽ phải tính độ dài các đường gấp khúc tương ứng đúng không nào? Bây giờ các con hãy trả lời cho cô câu hỏi này. Rất đúng. Ở đây cô sẽ dùng bảng. Chúng ta có bạn nhím nâu đi quãng đường gồm 3 đoạn thẳng 10cm, 15cm và 7cm. Như vậy bạn sẽ đi quãng đường dài 32 cm. Tương tự bạn nhím đen đi quãng đường dài 34 cm và bạn nhím cam thì đi quãng đường dài 33 cm. Nhìn vào đây chúng mình sẽ suy ra được ngay đó là bạn nhím đen sẽ đi quãng đường dài nhất là 34 cm, còn bạn nhím nâu thì đi quãng đường ngắn nhất là 32 cm đó là cách chúng ta vận dụng về độ dài của đường gấp khúc bây giờ cô cho mình sẽ cùng nhau vận dụng vào thực tế trên thực tế có rất nhiều hình ảnh về hình tứ giác cũng như là hình gấp khúc đây là một số hình ảnh về các đường gấp khúc ví dụ như con đường để lên trên núi hay ở đây là một công trình kiến trúc bậc thang ở trong nhà giá của đèn học hay ở đây là các giá để trang trí từ đó các con sẽ thấy rằng xung quanh cuộc sống của chúng mình sẽ xuất hiện rất nhiều các đường gấp khúc. Hay ở đây cô lấy ví dụ về một số hình tứ giác như là cánh diều, mái chùa hay là các mặt đá để trang trí tường. Một lần nữa chúng ta lại khẳng định rằng các đối tượng hình học sẽ xuất hiện mọi nơi xung quanh cuộc sống của chúng ta. Như vậy, ở bài ngày hôm nay, các con đã được tìm hiểu về đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc cũng như là hình tứ giác cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài học tiếp theo